giới thiệu với các bác, con này là nuôi từ nhỏ lên, giọng thổ, giọng rất là ấm luôn. Con này mới bắt đầu gáy thôi, được khoảng 1 năm tuổi thôi. Mới bắt đầu gáy. Đó, chúng ta mẫu mã như vậy. Hình hài chúng ta đó, thổ ấm nhá. Từ Tết giờ mình rất là bận bịu với món chim chuột đà điểu, mình cũng chưa tách ra mà chưa đăng được nhiều. Hôm nay đăng clip này số 90. Anh em nào thích con thổ ấm này thì anh em alo cho mình là 033 53 05 982. Đây là thông tin của bên mình anh em nhé. Anh em nào cần giao lưu liên hệ thì quan tâm đến bảng thông tin trên đây. Clip 90, thổ rất ấm luôn. Ok, hôm nay là 16 tháng 2 2020 dương lịch anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.